chào quý vị khán giả các bạn thân mến. Bây giờ mẹ hai chị em đang trong một cuộc đua quyết liệt để giành chiến thắng. Rồi đã hết giờ rồi, nghỉ thôi, vừa quay đã hết giờ rồi. Coi chiếc xe của hai mẹ hai chị em xe siêu nhỏ. Vô tình mình lụm được một viên kẹo luôn, chắc có bạn nào không ăn. Dương Quốc kẹo khu vực tích điểm lúc nào cũng nhộn nhịp, hết người này đến người kia.
nó đi lạc đường, không biết đường nào về. Quan cảnh khu Tham Gion lúc buổi tối rất là đông, đông khủng khiếp. Máy lạnh được mở hết công suất, lạnh ngắt lạnh ngơ luôn. Mình sẽ đi dạo một vòng cho quý cô chú bác anh chị cùng xem nha. Thôi đua đi ba đi. Sau đây là màn đua xe của mẹ hai chị em. Coi cái mặt à, coi cái mặt đua xe à, tập trung quá à. Con ngồi cái xe à, ba không có giữ, mẹ giữ. Chở xíu đi. Rồi đua lệch cái máy luôn, cái máy lệch quăng qua luôn, khủng bố rồi, coi chừng gãy luôn. Gãy cái trục luôn, quá dữ, đường đua cũng quá ghê gớm. Không gì ngăn lại được bước tiến của chị ấy. Đá một bóng vô nè em, kéo này vô. Hai chị em tiếp tục đua, một đua trường kỳ kiểu này chắc đua tới 10 giờ đêm, quên ăn quên ngủ luôn. Xe đua trường kỳ gà. Chuẩn bị vào cuộc đua rồi. Ủa đua chưa? Lùng đua chưa? Hơn lùng mà chơi không đi nha. Thôi chị Hai đua. Chị Hai có biết đạp chưa? Rồi đạp, cứ đạp ga thôi, đừng đạp thắng. Chừng nào mà khúc quẹo rồi nhả ga ra. Đua xe rất là hấp dẫn nha. Wow, Super Mario. Một đua lần đầu tiên chị của hai chị em mới được chơi trò này, nhưng mà thấy có vẻ là rất là cừ thôi. Tay đua xuất sắc, có tài năng bẩm sinh. Mai lên quay. Hay quá, đua hay quá. Hãy đua hạng nhất đi nha, có nhiều thẻ nha. Rồi lùng leo lên đua xe này đây. Mai lên. Cuộc đua quá hấp dẫn luôn bà con cô bác ơi. Quay quay quay. Về đích chưa? Đang
biển con Lugi hả? Đang đứng hạng nhất đó anh. Ghê lắm. Phải không? Đạp ấy, đạp. Đạp đạp chân ga nhiều vô. Đạp chân ga nhiều vô, đừng có đạp thắng. Thả chân thắng ra. Cứ đạp chân ga thôi. Nè, thả, bấm cái nút giữa, thả. Bấm nút giữa cứu người kìa. Nó cầm cái cục màu xanh kìa, thấy không? Nó đang cầm cục màu xanh nè. Bấm đi. Em vô bấm phụ nó đi em. Bấm cục nút màu xanh kìa. Đó, thả ra. Rồi, hạng nhất rồi. Có thẻ nào? Cái này chơi không có thẻ. Game vàng không có thẻ sao á. Rồi, giải nhất rồi, giỏi quá. Và chương trình Bóng ma, hai chị em TV bóng ma. Khủng khiếp lắm. Trời ơi, coi nè, cái thúng bóng ma nè. Trời ơi, mỗi đứa cây nè. Ổn không? Không gian của ở bên trong nè, ổn lành không? Hút đi hả? Chọn normal ơi. Simple thôi. Đơn giản nè. Ừ. Đơn giản thôi. Đúng rồi. Em bắt cảnh này cho em, cảnh này. Đây. Rồi vô. Hút mai đi. Vô rồi đó. Rồi vô rồi, đơn giản á. AC á, AC nè. Rồi vô. Begin time here. Rồi vô. Bắn ma đi. Ủa chứ chưa bắn ma xong rồi, em quay xong rồi. Ô ghê quá, không khí kinh dị quá. Như một bộ phim ma. Để cho ba ngồi chứ. Hai chị em bắn ma ổn quá. Wow, sắp sáng tới rồi. Ôi ghê quá. Ôi, cứu tôi. Hello. Ôi, sợ không? Hello. Bắn đi. Trong vòng 30 giây. Trong tượng lỡ ngàn. Trời ơi, bắt đầu cuộc đua rồi. Con ấy đã đua rồi. Cuộc đua vượt chướng ngại vật. Đua ăn trái cây. Bơi thuyền, ăn trái cây, đua cano. Quá tuyệt vời. Cái này đâu có ra thẻ đâu mà. Rồi, cố lên. Cố lên. Rồi, chiến thắng. Hay quá. Cái nữa. Trời ơi, coi chiếc xe đua độc đáo không? Xe đua, có một bánh nè. Đường đua thì uống lượng. Ê, dướng của người ta. Đường đua thì uống lượng quanh co. Có những đồng tiền vàng hả?
Dòng đua vô cực. Dòng đua vô cực à. Dòng này là dòng tuyết nè, tuyết rơi nè. Ồ, đường đua quá đã luôn. Phải nói là trong khu trò chơi này rất là đông, đông nhất từ trước giờ. Người ra kẻ vào liên tục. Chơi liên tục luôn. Ở đây có một trường đua. Ngựa trắng và ngựa nâu. Con ngựa đã ghê không? Giới thiệu các bạn, đây là game bắn súng cao bồi bắn chai. Nếu mà nạp thẻ vô đây là nó bắn được, bắn được mấy chai. Còn đây là chơi thải banh, cũng không biết cách chơi nó làm sao. Trò chơi gấp kẹo, kẹo khổng lồ.